Nếu như mà chúng ta không lớn lên trong một gia đình giàu có và có một vẻ ngoài xuất sắc, vậy thì chúng ta cần sự kiên trì và sự nỗ lực các bạn ạ. Chúng ta cần phải cố gắng, kể cả khi hoàn cảnh nó không cho phép chúng ta. Nhưng mà phải vượt qua cái điều đấy thì chúng ta mới cảm nhận được một điều rằng tất cả mọi thứ nó đều có cái giá của nó hết. Đôi khi sinh ra thiệt thòi một chút, nó lại là một cái bàn đạp rất là lớn để chúng ta nỗ lực. Strength within you. Even when you feel weak, keep fighting.